nhưng tài khoản của bạn lên 10x, 20x hoặc hơn một cách an toàn những cái tháng tới đây. Nó sẽ nhân nhiều hơn những đồng Ethereum đem lại cho bạn, Bitcoin đem lại cho bạn. Đó là một đầu tư dài hạn. Và cái đồng này nó đã nằm trong cái thị trường tiền điện tử năm này qua năm nọ. Và trong cái phát trực tuyến đó, mình sẽ chia sẻ cho bạn tại sao những chiếc xám, những tài liệu mình đã thu gom bao nhiêu năm vừa rồi và mình đang sở hữu nó. Ok, và mình chỉ có mua thêm nó thôi. Để tới đây, nhưng cái tài khoản lên 10x, 20x hoặc hơn, mình là Daniel tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư tiền điện tử hay nhất tại Việt Nam, trong nước và ngoài nước. Mình đã dính dáng trong cái thị trường này hơn 4 năm trời. Về mà gọi là từ ban đầu luôn á thì hơn 6 năm. Ok, mình mua Bitcoin với cái giá là 700 đô một đồng. Mình mua Ethereum với cái giá là 100 đô một đồng. Ok, và mình đang nắm giữ rất là nhiều đồng altcoin. Ok, và một cái đồng này mình sẽ chia sẻ cho bạn thì xác suất tăng lên 10-20% hoặc hơn những cái tháng tới đây một cách an toàn. Ok, ở đây mình không chơi với NFT, ở đây mình không đầu tư vô những đồng rác rưởi, những đồng shitcoin. Nếu muốn đầu tư an toàn để nhân tài khoản của bạn lên, ok, thì bạn liên lạc với cơ quan nhân viên để đăng ký. Ok, cái phí vào cửa là 19 USDT, có nghĩa là 400.000. Nếu bán 400.000 không có, ok, thì bạn có thể hỏi cơ quan nhân viên nếu mà cái có cái vé nào vào cửa mà miễn phí, nếu mà còn dư chỗ ngờ chỗ thì bạn có thể được vô. Ok, nếu mà tới ngày đó mà cái vé mà người ta mua hết rồi nghe, người ta trả phí, thì những người phí có phí trả phí cho cái nền tảng này sẽ được vô trước, còn bạn sẽ không được chấp nhận. Ok, còn bạn muốn giữ cái vé của bạn thì trả phí, nó là 19 USDT. Về tôi xin chào các bạn.